Qua tới mùa mưa rầu hết sức luôn á. Sao rầu vậy? Tối hôm qua trời mưa. Mà em biết đó, chị là ở căn biệt thự penthouse trên tầng trên cùng của chung cư có hồ bơi này kia đó. Mưa xối xả luôn em. Trời đất ơi, mưa xuống mà thiệt ngập hết hồ bơi của chị luôn chứ bộ. Rồi sao? Tát nước ra. Ủa chị có bị điên không? Hay hả? Cái hồ bơi thì nó ngập nước rồi cứ để đi, cứ mình nó có nước mình bơi mình khỏi thay. Nó mưa ngứa lắm, phải tát ra là thay nước hồ bơi vô. Rồi mình tắm nước mưa, tắm nước của thiên nhiên nó phải tốt cho sức khỏe chứ mà ngứa gì. Rồi cái ly của em mà chị uống hết cái ly của chị rồi chị lấy hết tới cái ly của em làm sao? Chị ngang ngược quá vậy. Trời. Xin lỗi thì chị trả lại thôi. Tại khát nước quá đang buồn. Chị đừng có ngang ngược nghe chưa? Thà chị uống vòng trong họng hết đi rồi chị nhổ ra vậy ra ai uống nữa. Chướng khí kỳ đời, tính tình gì ngang ngược. Em ngờ chị lầy luôn á. Chị ngang như con cua vậy đó. Uống có miếng nước à mà chửi vậy quá à. Chứ sao chị lên chương trình này em cũng bị phản ánh à. Phản ánh gì em đang nói thiệt chứ bộ. Nãy giờ em đang rất là nhẹ nhàng với chị. Cái tính chị rất là ngang ngược, chị ngang như cua. Cho nên bữa nay mình nấu món cua được không? Cái này là em nói chị cái câu đó chỉ là một cái cớ để em vô cái tiêu đề món không, ăn không, thôi. Rõ ràng chị ngang ngược thiệt. Chứ cái món cua ra ngoài, cái câu ngang như cua nó còn cái gì để nói, để nấu mà nấu món cua không? Tại vì cái tính chị nó ngang thiệt. Em thấy là trời đang giúp em. Trời đang tạo cơ hội cho em để em dẫn dắt câu chuyện thật là mượt mà. Như tại là tới giờ em nằm nè, nãy giờ em nằm đây, bắt đầu cái nãy giờ em đứng mà đâu có nằm. Em nằm nửa người trên cái bàn nè. À em tì. Ờ xong rồi cái em suy nghĩ về cái người mẹ của em á, ở dưới quê á. Sao vậy? Là ở dưới quê thì mình có cua đồng đúng không? Cho nên là mẹ gửi cua đồng lên. Ồ vậy hả? Chị ngang như cua nữa. Với lại cái màu của chị nè, nó cái màu để màu cam cam vàng vàng. Vì ngày hôm nay chúng ta sẽ có cái món là cua đồng sốt kim sa. À, cua đồng sốt kim sa. Biết kim sa là cái gì không? Biết chứ. Mấy cái kim sa hột bạc chợ lớn bán nè nè. Chị diễn kịch mà, sân khấu gì có nhiều lắm. Rồi chị ăn cái này vô trong họng rồi sao chị sống được? Mình là nuốt luôn mà, chứ mình đâu có nhai. Là chị sống trên cổ đời là mỗi ngày ăn kim sa hột vụ quá chị. Chị ghê thiệt luôn á. Giỡn á, chị biết chứ. Là cái gì? Là nó là... mấy cái đó là nó thượng lưu á. Tại vì nghe kim sa rồi lại là sang á. Ừ, chị nghĩ ngon. Ngon hả? Ừ, cái gì vậy? Thôi để em đi chợ đi rồi okay. Em mua vậy chị rồi biết nó thượng lưu cỡ nào nha. Ok. Rồi giờ trước mắt nè, chị lo đóng cua này cho em đi. Đâu? Mẹ mới bị gửi lên mẹ. Mới bắt xe một cái lên đây một cái ào liền luôn đó nó. Xạo. Tụi em mới dông đi em lấy về cho chị đó. Trời ơi. Cua đồng. Thế còn sống luôn á hả? Còn sống kìa, nó nổi, nó sùi bọt mép kìa, bong bóng kìa thấy không? Nè hai càng cua, bữa nay chị làm hai càng cua luôn rồi. Ờ ha em. Nó có duyên ông trời ông giúp em, chị hiểu không? Em ơi nhưng mà chị với nó làm sao đây? Bây giờ chị kết thân với nó đi. Thôi cho chị đi chợ nha. Thôi bữa nay chị đừng đi chợ. Bữa nay là chị ở đây chị chơi với động vật đi. Rồi xong rồi thuyết phục nó để cho nó được lên dĩa, hiểu không? Nhưng mà chị tuổi mùi, tuổi dê á. Dê nó kiện cua em mà. Hai cái tuổi này nó không có hợp. Ủa con cua mất mớ gì trong 12 con giáp? Thôi bây giờ nè em chỉ chị nè cái cách mà lựa cua. Đây là mình mới tự tin mình làm đúng không? À là mình phải hiểu nó. Ừ phải lựa cua nó. Đâu... Mau đi mình lựa cua đi. Chị làm cái gì mà chị đắc thắng vậy? Từ đây em xin nói cho biết cái cách lựa cua mà trốn thoát kìa. Thay nè Như bò vô con. Tiểu Như. Tiểu Như ừ, còn này tiểu bê Trần. Ủa còn ngón đâu? Sợ cua kẹo quá. Giờ nè mình mới bắt con cua lên. Em sẽ làm vậy để con cua nó tự cái ngón này là nó sẽ kẹp con ngón này. Em sẽ đánh lừa con cua chị hiểu không? Bây giờ nè cái con cua ha. Bây giờ á những cái con cua mà nó chắc khỏe là lúc nào đó, nó cũng chạy rất là nhanh. Giống như là mình mỗi lần mà mình nhìn nó cứ gì nè. Là nó làm sao? Là nó rất là khỏe. Cái cách thứ hai á mình lật cái yếm cái con cua lên. Bây giờ chỉ lấy cái tay chị nhấn vô cái yếm của nó. Chắc không? Cứng quá ha. Ừ cứng, nếu mà nó cứng nó chắc là coi như là cua ngon nha. Rồi bây giờ chị lật con cua lên nha. Ở dưới quê á mấy cô mấy thím mấy gì dưới quê á là lật con cua lên lấy con dao á mình đâm vào cái ngay cái yếm. Ừ cái yếm của con cua thì nó sẽ bị tê, nó bị tê liệt ngay cái nguyệt của nó đó. Thì nó sẽ tê liệt đó. Thì bây giờ chị bắt đầu chị mới lặt càng nó ra. Lặt xong xuôi hết là chị lấy bàn chải chị chà đi cho nó hết bùn hết dơ mà muốn cho nó kỹ nữa chị ngâm vô nước muối ớt. Ờ để thì cho nó sẽ, nhả. Ừ nhả để dơ với lại nó bớt tanh nữa. Rồi bây giờ em giao những cái đứa con tinh thần này ở đây nha. Chị làm quen đi. Sẽ làm rất là tốt. Rồi em tin tưởng chị. Ok bye. Em em chợ.
cần chi mà phải vào những quán cà phê phố hoa này phố hoa nọ. Bây giờ mình ngồi một cái quán cóc, quán nhỏ bé lề đường vẫn có một cái nước ngon để uống. Chứ sao một rừng hoa, có nghĩa rằng là cái cô bán nước là bán chung với cô bán hoa kế bên, trước mặt là bánh tráng trộn đó. Nhìn tất cả mọi người lúc nào cũng tất bật thì mình thấy cuộc sống mình nó sôi động, hay cuộc sống mình nó rất là gần gũi với lại những anh chị em cô chú ở trong chợ. Thì đó, bây giờ là mình sống như vậy, mình có một cái sự hòa nhập còn đỡ hơn là mẹ Diệu Nhi. Các bạn Diệu Nhi giờ ở nhà là bà đang chơi với cua, mình không thể nào ra tay với các em này được, cho nên bây giờ vô đi con ơi. Ớt với lại muối rồi đó. Sống như bà là chỉ có chơi với động vật thôi, tối ngày chơi tới con cá, con cua, con mèo, con chó, không có làm được cái gì hết trơn á trời. Bảy ơi, vô đi Bảy ơi. Bảy, đi vô đây nè, có chị Như trong đây nè. Bảy, có chị Như trong đây nè. Vô đây chị Như đi, đi vô đây chị Như. Bây giờ này chính bản thân mình cũng phải đi ra ngoài chợ, mình mua thêm những nguyên liệu, nhà mới chơi với cua. Đó, tối ngày, lúc nào cũng vậy trơn á. Bây giờ mình ngồi đây, mình hưởng thụ một cái hương vị gì đó gần gũi với cuộc sống ở trong chợ. Mình xong xu hết rồi mình đi mua từ từ sau, để ở nhà đó mà giải quyết mấy cái cặn cua, mấy con cua đó đi ha. Yes. Trời ơi, rất là nhiều món ăn vặt các bạn ơi. Bánh tráng nè, có bánh tráng, có rất nhiều loại bánh tráng. Ngon nhất mà vô bao bự vậy luôn á hả? Rồi mình mua làm sao? À, trời ơi, phải mua ăn nhâm nhi chứ. Mình đi chợ cực khổ quá rồi, đúng rồi đó chị. Quảng cáo chị. Dạ, giờ về đưa đi mua nguyên liệu vừa ăn. Chắc là cay lắm á trời ơi. Bây giờ thì mình phải mua nguyên liệu. Mà nguyên liệu của cái món ăn này là kim sa ha. À, kim sa. Cái kim sa này là một cái nguyên liệu rất là bí mật. Đừng hiểu kim sa là những cái thứ lấp la lấp lánh được kết lên áo, như cườm hộp này nọ, kim sa hột lụ nha. Trời ơi, ăn nó vô là nó cứa rách cổ mà chết á. Chị gái, có bán kim sa không chị? Không có hả? Không có kim sa. Bị đuổi rồi. Chị ơi, bán cho em bịch kim sa đi chị. Kim sa. Ờ. Dạ. Rồi cho em gửi. Em cảm ơn. Bây giờ mình mua kim sa xong mình sẽ qua hàng rau. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Em cảm ơn rất nhiều. À, bán cho em dưa leo đi. Cái này bỏ chung vô cân chung nha cô. Gần. Ai da. Giờ chưa nóng ăn chè cho mát chị ha. À, này xong có lượng mà đúng không? Ồ. Đem bịch đi. Tại em mua cho nhỏ bạn em. Ờ đó, nó sống tốt vậy lắm, em phải cho nó ăn cho nó bổ mát người chị ơi. Bao nhiêu vậy chị? Dạ em sống là em sống vì bạn bè. Dạ. Có gì đẹp hoài à? Tại vì nhỏ bạn nó cũng thương em lắm, nó mua đồ ăn cho em ăn hoài, về em mua lại em trả công trả ơn cho nó. Dạ chị bánh mì. Dạ em mua bánh mì. Dạ bánh mì không. Dạ Nam mình chết rồi, nó không đủ rồi. Trời ơi giảm giá luôn. Trời ơi em cảm ơn chị, bây giờ em không có tiền lẻ, đem hết tiền lẻ ra. Em cảm ơn chị nhiều. Dạ con cảm ơn mấy cô. Cái số nào mà tôi quay chung với lại Diệu Nhi là lúc nào tôi phải đi chợ mình, khổ tâm ghê vậy. Thôi được rồi, đã mua xong hết tất cả những nguyên liệu, bây giờ về nhà xử liệu mấy con cua đi. Và sau đây là nguyên liệu của món cua đồng sốt kim sa: 500g cua đồng, 5 lòng đỏ trứng muối, bánh mì, sữa tươi không đường, gừng, tỏi, dưa leo, ớt sừng và một vài gia vị khác. Sau khi chúng ta ngâm cua với hỗn hợp muối và ớt, cua bắt đầu đã nhả dơ ra rồi này các bạn. Đó, cái tô nước dơ ghê. Và bây giờ chuẩn bị chế biến sơ chế cua bằng cách như Quỳnh Lập nó là lấy dao đâm vào yếm. Nhưng mà với một người chỉ hay ăn chứ không có hay giết, Như Nhi thì Nhi cảm thấy như vậy là sát cua lắm. Cho nên chúng ta sẽ dùng cách khác, đó là làm cua bị tê liệt bằng cách ướp đá. Xỉn hả? Như hả? Như cái gì? Xỉn hả? Đúng rồi. Gãy hừng. Chúng ta sẽ bỏ đá vô và nó sẽ bị tê. Sau khi bé nó tê xong bắt đầu mình sẽ chế biến, thì cách đó đối với Nhi là nó đỡ dã man hơn. Như nè, bơi đi Như, bơi. Con này, cái lộn cái chị này. Xuống đây, bi nè, bơi đi anh. Muốn ăn thì tới đây ăn. Cái thằng nhóc này.
hư hả mày? Mày hư hả Lập? Trời đất ơi, là nhau nè ba. À, ba đứa con. À, không, ba anh chị là ở trong đây nghe chưa? Chị em không phải tôi mọi hay là hả chủ tớ gì đâu. Chuẩn bị sẽ nấu ba anh chị. Trời đất ơi, là trời. Sau khi cua đã tê liệt thì chúng ta sẽ chất nước ra. Và bước tiếp theo đó chính là đậy cua lại và chờ Quỳnh Lập về. Về rồi. Về rồi. Yeah. Sa đâu? Kim Sa đâu? Kim Sa đâu? Trước khi em muốn cho chị coi cái chim sa thì em muốn chia sẻ với chị một cái nỗi niềm của em là em đi chợ mà em bị người ta chửi quá trời. Em mua cái chim sa cái em tới cái chỗ để em mua cái đậu chú đó em chửi không mua bán gì trơn á, chỗ ta buôn bán mà lại quay gì đi. Cái em nói chú ơi bây giờ mình quay cái này lên á, cái mình được lên TV á là cái tiệm của mình được nhiều khách nó muốn niệm gì đi. Em bị quê một cục luôn á. Tại vì chú đó chưa có được biết cho nên chú không biết là mình quay cái gì thì nhiều khi chú kiểu buôn bán không dễ có được vậy thôi chứ. Chắc làm sao á, chị nghĩ phải có cái gì đó chứ làm sao mà ai Dũng biết xong chưa? Xong rồi. Đâu? Tên 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 tên. Nó không khác gì khúc đầu hết, nó chỉ quắn quéo nhẹ xíu thôi. Nó đang bị tê liệt, từ từ nó xỉu hết, mình sẽ bắt đầu mình sẽ làm tiếp. Còn chắc đời sau em mới được ăn quá à. Không có đâu, sắp rồi đây nè, đang tê từ từ nè, lạnh lắm luôn rồi. Thì có em giao chị có bao nhiêu mà chị không làm được đi. Thiệt á, chị ép em làm con người ác độc chứ em bao giờ muốn. Chị mệt không có muốn, em có biết không? Cái trứng gà chị chiên trứng, chị đập ra chị còn không dám đập nữa đó. Mọi người thấy không? Chửi, suốt ngày bị chửi thôi. Biết ỉ. Bây giờ chị làm một cái gì đó ra trò đi, em sẽ tôn trọng chị. Chị làm cái gì? Chị làm cái gì đó, bây giờ chị muốn một cái điệu nhảy múa cua cho em đi. Thôi chị tính chị là đứng yên đi, đứng yên làm gì. Chị Nhi yêu dấu. Bây giờ chị giúp em, chị làm cái nước gừng cho em được không? Được chứ. Rồi ở đây em sẽ sơ biến cái con cua này. Sơ chế biến con cua này. Đây, mình tách nó ra. Bây giờ mình sẽ có gừng. Đấy, tách có đây. Một con dao. Tách tôi có ra. Một củ cái gừng có. Chị bớt lèm bèm được không? Gừng đã xong. Chị bớt là em đang ghi hình là em hướng dẫn khán giả là đang vệ sinh con cua không? Ok. Mình tôi có một mình con cái dao. Đây. Tôi có một củ gừng. Em chà vô mỏ chị nghe. Chị có thể đoạn. Chị có thể trật tự cho em tập trung em làm cái này không? Em cho chị làm cái này cái lên. Thì bây giờ chị đừng có nói gì hết trơn, cái vụ đó ai cũng biết hết trơn rồi. Rồi biết nè. Em làm nó đi. Dạ. Và mình lấy cái bàn chải này mình chà cho nó sạch nha. Chà mình vệ sinh hết tất cả các thứ. Các bạn nhớ nha. Phải chà rửa cho sạch hết tất cả mọi thứ. Cái mình úp nó lại. Đây, đẹp đẽ. Và thành phẩm cuối cùng đã xong. Chị. Hả? Đem này về nhà để dành đánh răng. Ừ. Nhà chị cũng đang hết bàn chải. Bây giờ em sẽ bắt chảo em chiên cái này ha. Chảo đâu? Chảo đâu? Hồi nãy chị thấy em thấy chưa cái ok có rồi ha. Có rồi chị, và em cũng không cần thiết là phải nói cho chị biết đúng không? Không dẹp. Nhưng mà cái gừng này sao? Nước gừng này một hồi mình cũng ăn mà đúng không? Đúng rồi. Làm tí nữa mình ăn chung cái nước gừng này hả? Cái đáp này lát nữa em sẽ nói sau. Vì chị có hỏi em nữa, em đang bị mất tập trung chị hiểu không? À các bạn ơi, chiên con cua nó hơi bị dày á, cho nên là mình phải ngập dầu. Rồi nè, dầu khác nè, để đũa tre vô nó sôi quá. Bây giờ anh sao nữa? Nè, bỏ cái con này vô đừng văn nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bỏ cua vào chiên giòn. Nó ăn mà như đánh lộn. Tại chị sẽ kiểu sao? Tại vì nó ú dạ. Đó chị nói trong lại. Trong cua nó có nước á, cho nên là nó cứ văng thôi. Hoa đẹp quá em. Trời ơi, nó văng vô cái bếp quá nè. Wow. Mấy cái que chắc là giòn lắm á ha. Ờ. Ngon quá ha. Ê đẹp quá à. Em có chừng để cái màu đó thấy không? Em biết lý do tại sao hồi nãy em nói cái màu áo vậy không? Chị hiểu rồi. Ừ. Vậy nó cam như màu máu vậy luôn rồi đó. Y chang luôn. À các bạn ơi, nhớ chiên là chiên giòn cho hai mặt cua luôn nha. Đừng chiên một mặt, bên kia nó còn sống nhăn ăn kỳ lắm. Chúng ta sẽ đậy nắp lại trong vòng 5 phút để mà cho dầu nó không văng vào mặt của chúng ta. Còn nước gừng này sao nè? Lát nữa sẽ xử lý chị. Ồ, nhưng mà rồi cuối cùng kim sa đâu? Đừng nói với chị kim sa là cái gừng nãy giờ em để đây nha. Không, kim sa này là nè chị. Cái dịch hả? Dịch muối. Thì có nghĩa là vịt hóa thiên nga đúng không? Là sao? Là từ chiếc hộp dịch muối mình có thể hóa thành kim sa. Ừ. Bằng cách nào? Thì bây giờ mình cứ luộc nó lên đi, xong rồi mình mới tách lòng đỏ của nó ra. Thì cái lòng đỏ nó tượng trưng cho cái sự hoàng kim, cho cái kim sa đó, hiểu không?
Tuyệt vời. Mình đặt cái tên cho nó qua Mỹ á, cho nó đẹp thôi. Để lấy lòng đỏ trứng muối ra. Sau khi trứng muối đã lột thì với kinh nghiệm của Nhi, chúng ta nên cắt đôi. Các bạn đã từng ăn cháo trứng hoặc vịt muối chưa? Nó đó. Ủa, có ai trả lời chưa mà còn nó đó? Có. Các bạn khán giả đã trả lời rất nhiệt tình. À, có nghĩa là người ta đang ngồi trên màn hình cái nói dạ có gì luôn hả? Nó đó, là tới chị nó đó. Chị Linh được với khán giả trong mọi thời đại, mọi lúc mọi nơi luôn. Đúng rồi. Các bạn ơi, bây giờ cua của mình đã chín rồi, chín vàng hết rồi, chúng ta sẽ vớt ra dĩa. Dĩa đây. Nhi thì vẫn tiếp tục cái trứng muối. Con cua. Chúng ta sẽ cắt làm đôi con ra. Con cua. Như là ăn cháo hoặc vịt muối vậy con... đó. Bố chị. Đừng cho nghe tiếng róc rách rộp rẹt. Ba con cua, bốn con cua. Mọi người, cái trứng này nó có chút xíu xíu mắc cười quá nè. Chín con cua. Đây. Mười con cua. Bây giờ chị băm cái này thì là sẽ đánh cho nó mịn, cho nó tán nhuyễn ra cái lòng đỏ này ha. Em sẽ làm cái công đoạn tiếp theo. Làm cái gì vậy? À dạ, em cháy tỏi. Bây giờ mình phải bắt bếp lửa lên. Rồi sau đó mình lấy dầu, mình bỏ vào trong đây một phần dầu thôi các bạn ơi. Có dầu rồi, mình sẽ lấy tỏi, lấy hành phi, mình để vào để mình cháy tỏi các bạn ơi. Chị đừng có lợi dụng em như vậy. Ok. Cái gì vậy? Lần quá. Hết đồ như tưởng nấu với ăn nó có cần phải tình cảm gì không? Sau khi các bạn dầm cho lòng đỏ của trứng muối nhuyễn ra thì sẽ nêm vào một chút bột nêm nha các bạn. Em ơi, cái này là sốt chế lên cua đúng không? Đúng không em? Là bơi. Vậy thì nếu như mà chị thích ăn nó hơi béo béo một chút xíu thì chị để chất béo vô. Vậy chị có thể bỏ sữa vô không? Chất béo đó. Ok. Các bạn ơi, sau khi chúng ta đã khử tỏi xong thì chúng ta bỏ cua vào chúng ta xào nha các bạn. Các bạn ơi, sau khi chúng ta đã dầm trứng muối thiệt là nhuyễn ra thì sau đó chúng ta sẽ một chút bột nêm. Các bạn ơi, sau khi mà chúng ta xào cua rồi, chúng ta sẽ bỏ nước gừng vào trong cua nha các bạn. Wow, sao? Sau khi chế nước gừng vô thì nhìn cái nước gừng nó có một cái gì đó rất là thơm đúng không em? Đúng rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ tắt bếp nha, tại vì lửa nó nóng quá rồi. Có nhiệt độ nha, chúng ta có thể xào được. Đây là một cái trường phái nấu ẩm thực song song, chị hiểu không? Đúng rồi. Đây mấy chị nấu song song với nhau á. Mà Nhi sẽ đổ sữa tươi vô cái. Sẽ đổ nửa chén sữa tươi thôi. 1 2 3 Chị đếm chi vậy? 4 hả? Chị đếm chi vậy? 5. Tại vì chị không có chén đông, chị phải đông bằng muỗng. Một cái muỗng bao nhiêu muỗng là mình được nửa chén? Chị nghĩ là 7 muỗng nè. Chị nghĩ là 7 muỗng hả? Ừ, xong rồi. Hay quá ha. Sau khi mình quậy cho trứng muối hỗn hợp cùng với bột nêm cùng với sữa tươi, mình sẽ bỏ bột năng vào cho cái hỗn hợp sốt này của mình nó sẽ được sánh. Xong. Rồi, sau khi hỗn hợp đã được đánh tan, bên đây thì cua đã được xào với lại gia vị xong, thì chúng ta cái bước cuối cùng là đổ cái hỗn hợp này vào trong cái con cua này. Đổ đi chị. Xèo. Ủa sao nó không kêu vậy chứ? Em tại vì em kêu rồi nó làm biến kêu. Các bạn ơi, chúng ta phải xào cho nó sắn cái nước sốt lại, nó sắn, bám nó vào sắn cái con cua. Trong khi chờ em á thì chị sẽ lấy bánh mì, chị chế biến bánh mì nha. Dạ vâng. Em sẽ nêm nếm thêm. Cái này bước cuối cùng là mình sẽ nêm nếm. Yeah. Cô khoái cái bước này nhất nè. Các bạn ơi, tùy vào cái độ mặn lạ của trứng muối thì chúng ta sẽ nêm nếm làm sao để phù hợp với nó. Các bạn ơi, cái con này nó rất đẹp nha. Đó. Nè nha, bánh mì là chị xong rồi đó nha. Dạ, em cũng xong rồi. Em làm gì làm như là em chưa xong vậy đây. Các bạn ơi, sau khi chúng ta đã hoàn thành hết tất cả những công đoạn chế biến ấy, thì bây giờ chúng ta sẽ gấp cái mình con cua ra. Rồi sau đó chúng ta sẽ gấp thêm cái mai của con cua. Và mình lấy cái mai của con cua mình đắp lên cái mình của con cua. À, ôi, bốn thí sinh cua đại diện cho bộ tứ ẩm thực nè. Rất đẹp. Cao em... Con này đen nhất là chị nè. Không, đen nhất là Khả Như. Sao vậy? Cái gì mà xấu nhất, tệ nhất là bà. Tại vì nè. Nhỏ nhất là em nè. Đúng rồi, sao mà tới bự chị nè. Bự nhất nè. BB Trần. Em sang cây càng của anh BB Trần. Em đem vừa ăn ghê luôn á Lập. Ha. Béo nè, của sữa đó, sữa. Em sữa vô đó.
của hột vịt muối, muối. À, các bạn ơi, chương trình Bộ Tứ Ẩm Thực Chuyên Dụng ở đây là hết rồi. Xin hẹn gặp lại tất cả các bạn vào lúc 19 giờ thứ tư hàng tuần trên kênh Gia Quang TV. Và chương trình Bộ Tứ Ẩm Thực còn phát song song trên kênh YouTube của Việt Nam Tươi Đẹp. Ừ. Rồi bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình hay làm mấy kiểu màu mè lắm. Nhà quê á. Biết sao, nhân viên á như quê không ạ? Nghĩ sao kêu đút qua đút lại. Nghĩ sao không là làm. Trời đất ơi, ăn qua ăn